cùng cảnh sát giao thông dẫn đoàn, xe chở hàng cứu trợ nối đuôi nhau dừng chân điểm hỗ trợ cơm nước miễn phí cho lái xe vận chuyển hàng hóa cứu trợ các tỉnh phía Bắc do trạm cảnh sát giao thông Đức Phổ, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức. Khi mà vừa tới cái chỗ trạm cảnh sát giao thông của mẹ anh là mẹ anh đã chạy ra rồi niềm nở này kia rồi có mời giới thiệu các em là các đoàn là vào các quán cơm ăn uống và nghỉ ngơi đó, nên là em cảm thấy những cái điều này như thế này nó có rất nhiều là ý nghĩa ấm áp cái tình thương của đồng bào ta chia sẻ với nhau. Bên cạnh thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự giao thông cho các đoàn xe qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi di chuyển an toàn, thuận lợi, các chiến sĩ cảnh sát giao thông còn tổ chức điểm hỗ trợ cơm nước miễn phí. Có tình với lại bà con lũ lụt, rất là thấy là cảm động. Rất là tốt, giúp đỡ cho bà con miền Bắc đang bị lũ lụt thôi. Giờ lên đường đi vậy là có mấy anh hỗ trợ vậy là quá vui rồi. Quán cơm Năm Trường ở phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ là một trong những điểm hỗ trợ cơm nước miễn phí của trạm cảnh sát giao thông Đức Phổ. Các bác tài chở hàng cứu trợ qua đây đều được phục vụ chu đáo tận tình. Để hỗ trợ các lái xe và các đoàn xe để có bữa cơm ngon miệng, để đảm bảo sức khỏe, để tiếp tục vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, kịp thời đưa ra cho đồng bào phía Bắc, để hỗ trợ trong lúc khó khăn, rất khó khăn ở các tỉnh phía Bắc của chúng ta. Hình ảnh các cán bộ chiến sĩ giao thông đồng hành cùng các chuyến xe cứu trợ đã thể hiện sâu sắc tinh thần vì dân phục vụ của các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông nói riêng, lực lượng công an nhân dân nói chung. Qua đó động viên, chia sẻ cùng hàng triệu trái tim hướng về đồng bào đang bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai.